tháng 7 này, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyền, xã Phú Châu lại đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng để thăm viếng phần mộ con trai, liệt sĩ Trần Ngọc Hướng và các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Mỗi lần ra thắp hương cho con là mẹ lại đau đáu nỗi niềm vì hài cốt của chồng chưa tìm thấy để đưa về đây đoàn tụ với con trai. Đưa về con được 7 năm nay rồi thì là gia đình ra rất thuận tiện thắp hương cho cháu. Các cấp, thế rồi bên thương binh xã hội rồi của đảng nhà nước là ngày lễ, ngày Tết là đến là thăm hỏi động viên gia đình đầy đủ lắm. Rất quan tâm đến gia đình để gia đình cũng vơi đi một phần thương nhớ chị hai bố con là ra đi thì xót xa lắm. Vâng, cơ mà cũng là cái vinh dự. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên huyện Đông Hưng đã hăng hái lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có trên 7.300 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ, năm 1979, huyện Đông Hưng đã huy động các nguồn lực xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện tại xã Nguyên Xá với tổng diện tích hơn 20.000 m2, đang là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 2.640 liệt sĩ. Tôi rất là phấn khởi là Ủy ban nhân dân huyện, thế rồi thì nhân dân, đảng bộ đã xây dựng cái nghĩa trang này, đưa đồng đội anh em tôi về đây. Tâm tư của anh em tôi thấy là vừa là được thắp hương cho như vậy là các đồng chí của mình, cầu nguyện cho các đồng chí đó ở nơi đó suối vàng an giấc ngàn thu. Và nhưng mà cái phấn khởi hơn thì cũng phải kể đến là cái địa chỉ đỏ nơi đây để giáo, có điều kiện để giáo dục cho các thế hệ trẻ để tiếp nối cha anh. Hôm nay cùng các bác cựu chiến binh ra thắp hương trước mộ của các anh hùng liệt sĩ, qua lời kể của các bác thì em hiểu hơn về lịch sử của quê hương và em cảm thấy rất xúc động. Em tự hứa với bản thân mình rằng sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng của các ông các chú đi trước. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng là nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện tiêu biểu của miền Bắc, cùng với làng kháng chiến Nguyên Xá, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992. Công tác tu bổ tôn tạo luôn được huyện quan tâm, thể hiện tấm lòng tri ân với thế hệ đi trước và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chúng tôi tổ chức sửa chữa lại một phần của cái tượng đài nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Thế và cùng với đó thì đã lên cái kế hoạch lập một cái dự án sau này đầu tư tôn tạo sửa chữa lại toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng trong năm 2022. Bởi vì nghĩa trang đây là nghĩa trang nằm trong cụm di tích lịch sử cấp quốc gia đã được nhà nước công nhận từ những năm 90. Thế và cùng với đó thì trong những ngày này chúng tôi đang cho tổng vệ sinh sửa sang lại các cái nghĩa trang, các cái phần mộ của anh hùng liệt sĩ, về kể cả đền thờ của liệt sĩ Trương Công An tại xã Đông Á cũng được nhân dân sửa chữa vệ sinh để chuẩn bị các cái hoạt động tri ân trong cái dịp 27 tháng 7. Cùng với đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ. Cũng là nơi để mỗi người đang sống soi lại chính mình và thầm hứa ta sẽ làm gì cho Tổ quốc hôm nay để sống xứng đáng hơn với thành quả mà lớp lớp cha anh đã không tiếc xương máu mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc.